Xin chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Tây Ban Nha bài thứ 19. Hôm nay chúng ta học về danh từ chỉ 12 tháng trong năm. Các bạn hãy ghi vào vở và đọc theo 12 tháng như sau. Lưu ý là các tháng trong năm đều là giống đực nha các bạn. Chúng ta bắt đầu nào. Enero, enero, enero. Febrero, febrero, febrero. marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre, octubre, octubre. Noviembre, Các bạn hãy học thuộc 12 tháng này để chúng ta có thể nói chuyện được nhiều hơn ở bài sau. Trang edumi.vn có nhiều bài tập giúp các bạn nhớ dễ dàng, không áp lực. Các bạn hãy truy cập để luyện thêm nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn vui và hẹn gặp lại. chương trình được thực hiện bởi edumi hey,